Mà các bạn cùng ngắm những chú trâu đang ngâm mình dưới nước nha các bạn. Bên đây là mẹ con nhà trâu nè. Bên đây cũng mẹ con nhà trâu nè các bạn. Đây là giấc trưa những chú trâu ngâm mình dưới nước nha các bạn. Nghe ngọ. Đang tắm á hả? Mấy con trâu nó ngắm. Trời ơi, nó đứng dậy cái nước nó xôn xao luôn các Mấy bạn. con trâu bị gì mà nó Nó thở á. Nghe ngọ. Kìa kìa con trâu kia nó ỉa. Quay cảnh trâu ỉa luôn. Tủm tủm luôn. Hôm nay kia cũng có cục kìa. Trời ơi, đây có một cục luôn nè. Người con trâu đó nó hửi đít con trâu kia kìa. Hửi coi thơm không kìa. À mà đi xuống đây thấy cục này tưởng vàng không cái là thôi. Rồi đây có một con hoa luôn nè các bạn. Trời ơi, con này tên kia xong thấy con này. Quá trời quá đất kìa. Này hai này hai hai con trâu này hai con trâu cái. Nên đây là hai ghé con, bên kia con trâu với con trâu. Trâu con trâu tơ quá. À. Coi đứng nhìn mình nè. Nghe ngọ. Nghe ngọ. Nghe ngọ. Mấy này mấy con này có bụi trâu. Những chú trâu bóng bóng đêm tắm giấc trưa này nắng nè, nó xuống đây nó tắm thì là nó mát hết sảy luôn rồi, hết sảy quá trẻ luôn.